Ôi áo mẹ giờ rộng quá. Đi đi chợ đi con ơi. Con xuống đây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, về đây con bảo này. Mày ngồi xuống đây con bảo này. À, con này bây giờ con lại chuẩn bị đi làm rồi. Thì mẹ ở nhà luôn giữ gìn sức khỏe nhé. Với lại con bảo này, bây giờ mẹ đuổi hai mẹ con, vợ của con ra đi ở rồi, chỗ khác rồi, thì mẹ đừng đi nhiều nữa nhé. Ta biết rồi. Mẹ đừng đi nhiều nữa nhé. Ta biết rồi. Mày cứ đi tìm tiền để con yên tâm đi đi làm để kiếm tiền. Mày cứ đi tìm tiền. Không người đi làm cứ suốt ngày nghỉ ở nhà, mẹ lại đi quấy vợ con, con không yên tâm ra. Mày cứ đi kiếm tiền đi, yên tâm đi kiếm tiền thì tao biết rồi. Đấy nhé, con đi đây. Mày vào đây anh bảo. Anh chuẩn bị đi đâu đấy? Anh chuẩn bị đi làm rồi. Sao anh đi sớm thế? Anh chuẩn bị đi làm rồi, đến giờ phải đi làm rồi. Chuẩn bị đi làm rồi. Con ở nhà với mẹ ngoan nhé. Không được khóc nha. Không được hư. Vô bố bế một tí. Đúng à? Nóng không? Ngoan thế. Chuẩn bị đi làm nhé. Bố con ở nhà với mẹ ngoan nhé. Bố đi làm nhé. Bố chuẩn bị đi làm à? Vâng, bố chuẩn bị đi làm. Mà anh bảo này, anh chuẩn bị đi làm rồi đấy. Đến giờ đi làm rồi. Em với con ở nhà nhé. Nãy anh cũng bảo bà rồi, không cho bà ra đây quấy nữa rồi. Em đi làm kiếm tiền nhé. Không đi mai họ lại đuổi việc đấy, đến giờ phải đi rồi. Hai mẹ con ở nhà nhé. Mẹ nhà nhé. Thôi anh không đi nữa, anh ở với mẹ con em nhé. Anh phải đi đấy, này không đi là họ ấy đấy, không đi là họ đuổi việc đấy, lại mất công việc đấy. Cố gắng đi thời gian nữa. Mẹ em không muốn anh đi. Anh được nghỉ mấy ngày thôi, cố gắng. Công ty nó có cho nghỉ mấy ngày thôi. Con về bố bế nào, bố yêu nào, bố yêu trong bố đi làm nào. Sợ anh đi xuống. Bố yêu nữa. Anh đi làm nhé, hai mẹ con ở nhà nhé. Bố đi giữ gìn sức khỏe nhé. Chào nhé. Bye. Bye. Bố đi đây. Bye. Ở nhà ngoan với mẹ nhé. Okay.
cái. Ôm mẹ cái, ôm mẹ cái, ôm mẹ cái này. Con lá đầu đây. Mình đã biết áp tự động. Chị ơi cho em nghỉ cuối ở đây chơi một lúc nhé. Em đi làm thôi, chị em về đó. Bye bye mẹ. Bye mẹ. Con chơi với chị nha. Vâng. Chơi với chị đây.
cấm thế. Mang đi cho mọi mày là tao chè. Không hỏi à. Ăn
tôm nha con ơi. Vào đây. Đấy vào đây không? Đúng hết rồi à? Mẹ ơi, con muốn đổ hết. Đổ hết. Đổ xuống đây á? Ừ, đổ đi. Con đổ đi. Há mồm ăn nè. Mồm ăn. Há mồm. Há mồm ăn mồm. Không nấu đâu mà. Thế thổi rồi mà. Qua rồi. Con đau không? Đau mà. Con mầm gãy. Con đau gãy à? Con đau gãy. Con muốn ăn đau gãy. Con lấy kia. Con lấy kia còn đau. Ngon không? Ăn đó à? Nó ăn cho. Ăn được không? Ta tìm nước sữa rồi. Không được mà. Thế ăn rau này à? Con ơi. Há mồm đi. Ăn trứng không?
có hố à? Con ơi, dậy chưa? Dậy rồi. Thì sao mẹ đi chợ đi.
Thank you.
Chào bác kìa. Má nha. Thank you.
Chuyện châm màu heo á. Nói cậu em á thúc mà chắc nổi em á. Ông này bao nhiêu cân đây ông? Mẹ mới đang ngồi tán này. Quán này ông ơi, quán này ngon hơn. Cậu ai thấy không? À, đây, đấy, quán này đấy. Có chứ không? Rồi, rồi, rồi. Này, đây quán này. Đây á. Đây quán này. Quá đấy. Yên ăn ra, ăn mới ăn được. Ăn đấy đâu. Ờ, cân kê, da thúc cho chín đấy. Cân hải chín, hải chín không? Kê, kê. Không có ổ. Bỏ hải na hẹp mà. Bỏ được chưa? Để bà hải chín nha. Ông lấy bà tươi đi. Đấy à. Ông ăn đấy ốc phải mẹ ra cổ ảnh nhà mờ đấy đó rồi đây rồi ông ăn này đi nó no. Nào đây đó. Ôi. Cần để mẹ mà bỏ kể nó. Bà ổ tôi nè. Bao nhiêu tiền đây? 5.000. Hả? À, ông giá tiền đây. 5.000 ông ạ. À. Có chín nha. Ông thiệt đấy nhiều đấy. Bye bye. Bye ông nè. Bye bye. Rồi cho tôi cái ba một cái nào. Đây hồ ba tròn quả đây. Con về đây lấy quả nào. Con về đây hồ ba lấy ba. Quả vào nào. À mướt nhỉ. À mướt nào. Úi dồi. Giỏi thế. Đấy, đây rồi nhỉ. Đây rồi nhỉ. À đây rồi. Quả này ăn hết rồi nhỉ. Đây chưa có. À đây rồi. À đây. Ô bà lấy dưới ta nè. Bà hồ cho bà đi. Hết rồi. Bao nhiêu nghìn đấy con ơi? 5.000. 5.000 à? Đấy đấy rồi con ơi. Chéo là để nước nữa.
ngoài về đấy. Ngon không? Không ngon đâu, chua. Chua? Chua. Chiến đốt nhé con nhé. Chiến này chui lên đốt đấy. Ba. Không ăn.
không ăn con nhất đi. Không ăn con nhất đi. Con đi lấy đi. Mệt không? Úi dồi ôi. Chạy về lau muối xong lại đi.
con lấy cái lắp bên kia về cho mẹ. Lắp lồi. Lắp lồi. Lắp lồi. Nó to quá, bay lên rồi. Chắc cá hồi bắt chắc cá đi nè. Mua bán nè. Chắc cá hồi bắt chắc. Con tê chắc mua cá lóc. Con tê cá đi. Chắc hổm. Hổm.
Mới mau đông mau ván cho cá này. Dưỡng. Để chơi tiếp nhá. Để chơi tiếp.